Xin cho phép người ghi nhật ký được nói đôi lời. Cứ một mùa Olympic 4 năm, ông bà Chí Vân lại mở một cuộc họp mặt đại gia đình. Cuộc họp mặt năm nay, năm 2017, được triệu tập về quê nhà Hưng Yên. Với ý nghĩa về nguồn, dâng hương lên tổ tiên, phát huy truyền thống văn đức thế truyền, ôn lại một chút, và chỉ một chút thôi, đã cho thấy cuộc đời của con cháu các cụ rất cao quý, cao sang. Việc nước đã hoàn thành, việc nhà lại hoàn hảo, vĩ đại, đầy tính nhân nghĩa, đi vào lòng người. Đến nay, đã có 25 cháu ở với ông bà Chí Vân. Cháu ở ít nhất với ông bà Chí Vân là 6 tháng. Cháu ở nhiều nhất với ông bà Chí Vân là 7 năm. Đã có người ví, nhà ông bà Chí Vân là một vườn ươm. Cái vườn ươm ấy đã cho kết quả rất tốt đẹp, rất đáng tự hào. Cho phép người ghi nhật ký được nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ông bà Chí Vân.